Cục Khí tượng Australia cảnh báo thảm họa cháy rừng tại nước này kéo dài suốt nhiều tháng từ tháng 9 năm ngoái và mới kết thúc vào tháng 2 năm nay, không phải sự kiện chỉ xảy ra một lần. Đơn vị giám sát khí hậu thuộc Cục Khí tượng Australia cho biết, kể từ thảm họa cháy rừng năm 2003, Australia đã phải đối mặt với những thảm họa cháy rừng thực sự nghiêm trọng với tần suất dường như có chiều hướng gia tăng. Nếu nhìn lại thế kỷ 19 và 20, các vụ cháy rừng lớn như vừa rồi không phải là sự kiện xảy ra thường xuyên như thế kỷ 21. Những vụ cháy rừng thảm khốc bùng phát hồi năm ngoái và kéo dài suốt nhiều tháng tại Australia đã khiến 33 người thiệt mạng, thiêu rụi khoảng 2.500 ngôi nhà cùng hơn 10 triệu hectare đất. Biến đổi khí hậu đang tác động cũng như làm trầm trọng thêm các hệ thống thời tiết theo cách thức chưa từng được ghi nhận trước đây.